xin chào mọi người. Hôm nay gia đình Moonlight Children's Home sẽ tổ chức tiệc đón Giáng sinh ở nhà. Mọi người hãy cùng theo chân mình để xem bữa tiệc Giáng sinh ở Nepal sẽ diễn ra như thế nào nhé. Bây giờ mọi người sẽ cùng hái rau trong vườn để chuẩn bị cho bữa trưa. Cái mắt của cái cây này, nó có mấy cái nụ, mấy cái mầm đó là người ta sẽ bỏ nó ra. Không biết tại sao nhưng mà lá để ăn, nhưng mà cái nụ nó để bỏ ra, không biết tại sao luôn đấy. Làm rau xong rồi thì mình vào phụ mọi người lau dọn cửa kính nha. Lau dọn xong nhà cửa thì tụi mình cùng quay quần lại để sơ chế nguyên liệu. Last time you test. Yes, I remember. Dừa đây, cái dừa khô này chắc người ta dùng để nấu ăn mà thơm lắm. Đầu bếp đã đến và anh ấy đang hầm đậu. Bữa tiệc ngày hôm nay có rất nhiều thịt gà và anh đầu bếp thì đang tẩm ướp thịt gà theo công thức gia truyền của anh ấy. Thú thực thì đến bây giờ mình vẫn không biết được tên của món ăn này là gọi là gì. Bây giờ anh đầu bếp đã bắt tay vào chuẩn bị món salad rồi. Để đẩy nhanh quá trình nấu ăn thì tụi mình sẽ phụ anh đầu bếp luộc vỏ hành, thái ớt, cà rốt, dưa leo, củ cải. Đây là chậu hoa trang trí nha. Đang nấu ăn. Cô bé này lấy được củ cải là chạy này mọi người coi. Baby. Chờ người ta đưa cho mình cái này kéo mình khuấy mọi người ạ. Mình chắc là mình không ăn được cái này đâu. Vì lúc trưa bụng mình hơi bất ổn. Mọi người xem đĩa salad của anh đầu bếp này. Rồi bánh phồng tôm. Đúng là người nước ngoài cho nên là lúc nào người ta làm gì người ta cũng cho một miếng nhét vô mồm ấy, mình nhai từ đầu đến buổi rồi đó. Đây là một loại gạo đặc biệt sử dụng để nấu pulao nha mọi người. Các nguyên liệu như là hành, điều, dừa khô, sau khi người ta chiên lên cho thơm ấy, người ta sẽ mix với loại gạo lúc nãy và người ta nấu cơm. Và món cơm đó người ta gọi là pulao. Tối nay ở giữa sân sẽ có một bếp lửa và các bạn nhỏ thì tranh thủ thời gian tập luyện để bữa nào các bạn sẽ biểu diễn ở trong nhà thờ luôn ấy. Rồi, cây thông Noel đã lên đèn. Và các bạn xem cái mô hình của các bạn nhỏ làm nè. Nhìn xem cũng dễ thương quá ha. Mời các bạn uống cà phê nhá. Khách mời đã đến đầy đủ rồi cho nên bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu thôi. Aratna ko upahar deu.
Nhảy múa xong rồi thì tụi mình vào ăn tối thôi. Bữa tối hôm nay trông như một bữa tiệc buffet vậy đó. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Ăn uống xong xuôi thì mọi người cùng nhau chia sẻ sô-cô-la và ăn bánh kem. Bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.